Ok, chúng ta tiếp tục bàn trước. Bàn trước chúng ta đã tạm thời xử lý được cái khu bếp này. Ở đây chúng ta có những cái đợt gỗ đóng thành cái kệ. Thì thường những cái kệ này nó chỉ sâu tầm 250 thôi. Bởi vì các bạn cũng thấy rằng là nếu những cái đợt này nó sâu quá thì thường chúng ta sẽ có cái xu thế là chứa nhiều đồ lên. Và những cái khu như này nó rất là rối, lộn xộn và nó sẽ không đẹp nữa. Đồng thời với những cái vật thể mà nó nhô ra như thế này tầm 250 là cảm giác là tương đối là sâu, tầm 300 thì nhìn khiếp lắm, nhìn nghiêng nghiêng các bạn cảm giác cái đợt này nó quá lớn. Và tất cả những cái vật dụng trong cái khu vực bếp chỉ cần cái kích thước 250 là chúng ta đủ để chứa vô số những cái món đồ, và nó chỉ mang tính chất trang trí hay là để tạm trên đó mà thôi. Thì cách mà liên kết cái đợt gỗ này vào tường cũng có khá nhiều cách, các bạn có thể lên trang Pinterest các bạn tham khảo, ví dụ như treo cái kiểu này cũng được. Rồi có thể sử dụng những cái đợt, những cái ke góc làm bằng sắt hộp ấy. Kiểu này sắt đặc à, rất là nhiều kiểu. Nhưng mấy kiểu này mà thuê gia công là tốn tiền lắm. Rồi có thể là sử dụng bằng cái sắt la, nghĩa là cái sắt đặc, kiểu kiểu như này này. Đây, kiểu này này. Kiểu này thì cũng hơi tốn tiền, bởi vì những cái hàng như này các bạn biết là trên thị trường giờ rất là khó kiếm, gần như là không có. Nó có làm mấy ke góc nhưng mà ke là bằng sắt V, trông rất là cẩu thả. Nên là có lẽ tôi sẽ chế nó bằng sắt hộp, nó sẽ rẻ nhất. Sắt hộp kiểu này. Kiểu này thì nó làm đang hơi chắc cú. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà chúng ta dùng những cái ke góc kiểu như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng cái sắt hộp mà chúng ta sử dụng ít nhất là nó cũng phải cỡ tầm rộng khoảng 30, dày khoảng 1 phân, đúng không? Ở dưới là chúng ta có một thanh đỡ nữa. Nó phải cỡ này. Ở đây chưa kể chúng ta có một thanh sắt liên kết lên trên nữa. Mà nếu mà để cái hàng này ấy, thì trông cái hệ đợt của chúng ta phía trên nó khá là rối. Các bạn cứ tưởng tượng ở trên chúng ta có 6 cái đợt, rồi ít nhất là có 12 cái ke góc như vậy. Ai chờ chờ. Không ổn rồi. Nhiều khả năng tôi sẽ phải xử lý lại cái mảng này, không trông rối lắm. Nghĩa là chúng ta vẫn làm những cái đợt kệ kiểu này, nhưng mà tôi sẽ bỏ bớt đi một vài vị trí. Ví dụ tôi có thể bỏ cái phía bên này hoặc là bỏ phía bên này. Những cái đợt giữa này chúng ta nên giữ lại bởi vì nó tương đối là dài, chúng ta có thể trang trí thêm khá là nhiều đồ trên này. Và cái vị trí như này ấy, nó khá là bắt mắt sau này khi mà chúng ta sử dụng cái không gian bếp này. Nên ở đây tôi có thể tôi sẽ bỏ cái này luôn. Nghĩa là đây tôi sẽ có một cái tủ bếp trên treo ở đây. Đó. Nhìn nó đỡ khiếp hơn. Hoặc là chúng ta có thể treo theo cái dạng như này. Cái dạng như này chúng ta chỉ cần sử dụng cái sắt sắt tròn đặc tầm khoảng 4 đến 5 ly là ok rồi, chắc như bắp. Nhưng vị trí con vít này chúng ta sẽ phải sử dụng những cái con vít loại lớn, hoặc là chúng ta phải có hai cái vị trí cho vít, bởi vì toàn bộ cái lực nó tì lên một con vít này, tôi sợ dùng một cái thời gian nó sẽ long ra ngay. Trường hợp mà đóng hai con vít mà gần nhau quá thì nó không có tác dụng, một cái chỗ đấy tường chúng ta đục toẹt toẹt ra rồi. Nên đây tôi sẽ nghĩ phương án là cái phần thò xuống này. Tôi sẽ yêu cầu thợ nó đập dẹt cái thanh sắt này, hoặc là hàn thêm một cái vòng vòng sắt để tôi bắt thêm con vít nữa. Thì như vậy cái con vít dưới nó sẽ chịu cái lực tì thẳng từ trên xuống, còn con vít phía trên này nó sẽ chịu cái lực kéo kéo xiên này. Khi mà nó dàn lực ra như vậy thì cái kệ chúng ta nó sẽ khỏe hơn.
Ok, thì như vậy chúng ta sẽ chốt làm phương án này luôn. Dùng mấy cái này thì cũng được, nhưng trong cái tình huống như này ấy, tôi đang cảm giác nó hơi lộn xộn một tẹo. Nó không cùng với cái tuyến bếp này. Cái cao, cái thấp. Ok. Thì như vậy ở cái thanh dài như này tôi có thể treo cho nó ba cái vị trí sắt tròn đỡ cái kệ này. Còn với những kệ nhỏ này chúng ta chỉ cần treo hai thôi. Như vậy là khỏe nhất. Rồi. Thì với cái phần mảng tường này này. Cái phương án tối ưu là chúng ta sẽ dán gạch gạch men ấy. Hoặc xịn sò hơn thì có thể sử dụng cái gạch đá. Và dùng luôn cái kiểu gạch mà chúng ta ốp lát cho cái nhà vệ sinh. Nó xẻ theo cái ô caro 150 x 150. Tại vì hiện tại đang đặt hàng của cái cửa hàng đó nên lấy cùng một chỗ. Còn nếu mà sử dụng những cái gạch thẻ nó bán trên thị trường khá là nhiều, nhưng gạch đấy thì chát tiền lắm, chịu không nổi. Cái gạch men 300 nhân với 600 trắng bóng kính tôi nhập có 125 ngàn một mét vuông, cái cồng xẻo rãnh khoảng tầm 15 ngàn, quá là rẻ. Và các bạn cũng có thể thấy rằng là cái trần chúng ta nó chỉ cao maximum tầm 2,65 m, loanh quanh tầm 2,6 tới 2,65 m. Thì như vậy ở đây tôi đã vẽ một cái đường như này, các bạn có thể thấy đấy, tầm tầm này. Thì tôi nghĩ là chúng ta nên ốp luôn gạch từ cái mặt tổ bếp dưới này chạm trần luôn. Cái chỗ này diện tích của chúng ta nó cũng nhỏ mà. Đó, 6 mét vuông. 6 mét vuông mà nhân với 140. 6 nhân 140. Tiền gạch hết khoảng tầm cộng thêm gọi là hao hụt 5% nữa. Thì nó chỉ khoảng tầm 900 ngàn thôi. Mà 6 mét vuông mà công thợ nó ốp lát khoảng tầm 150 một mét. 900 nữa. Thế riêng cái mảng này tôi chỉ mất có khoảng gần 2 triệu. Cho thợ 200 uống cà phê nữa là ok. Quá là rẻ. Thì đối với cái cánh bếp này, tôi sẽ sử dụng cái kiểu cánh có panel và huỳnh. Nó giống giống kiểu này này. Trông cho nó có một chút nét cổ điển. Thì thực ra đối với một cái không gian nội thất, quan điểm của tôi đó là cái không gian đó thường nó có một cái giá trị hơn khi mà chúng ta có thể lưu truyền lại cho những cái thế hệ sau. Bởi vì chúng ta thường có cái xu hướng hoài niệm, hoài cổ về những cái đồ vật hay là cái không gian gia đình hay là cái ngôi nhà của chúng ta từ thời bố mẹ ông cha chúng ta để lại. Có quá nhiều những kỷ niệm, cái quãng thời gian gắn bó với nó. Nên là những cái đồ mà chúng ta làm nên tốt một tẹo. Tất nhiên là trong cái khả năng tài chính của chúng ta. Nên là cái bọn phương Tây ấy, các bạn có thể thấy rằng những cái đồ furniture, những cái đồ nội thất của nó, những cái đồ cũ nó rất là có giá trị. Ở đây tôi không nói tới những cái đồ mà nó mục nát hay nó hư hỏng bỏ đi nha. Nó không những có cái giá trị về về vật chất, về cái giá trị sử dụng, mà nó còn kèm theo giá trị văn hóa, về tinh thần, về những cái ký ức xa xôi. Nên là cái đối với phong cách Scandinavian, các bạn cũng thấy rằng trong một không gian chúng ta có thể sử dụng thoải mái những cái đồ có thể là classic, cũng có thể là những cái đồ cũ. Tuy rằng gì trong một cái không gian hiện đại các bạn vẫn có thể chêm những cái đồ vào, tất nhiên là ở một cái mức độ cho phép, nhìn nó phải hài hòa với tổng thể, không vấn đề gì hết. Thì cái cánh tủ ấy có cái phần panel với cái huỳnh mà giống như tôi vừa cho các bạn coi đấy, thì cái panel này chúng ta làm khoảng tầm 6-7 phân thôi. Thì tất nhiên là đi với cái hệ cánh như này chúng ta sẽ phải sử dụng những cái tay nắm như này đúng không? Chúng ta không thể nào sử dụng những cái kiểu móc vát được, kiểu như tủ gỗ hiện đại được. Và cái tông màu của cái hệ tủ này tôi dự tính sẽ sử dụng những cái màu xanh xanh dương ấy. Có thể là nó nhạt nhạt màu một chút bởi vì cái không gian chúng ta nó khá là chật chội, nó còn liên thông với những không gian bàn ăn rồi khu vực sofa nữa, và chúng ta còn trang trí thêm nữa. Nếu mà sử dụng những cái tông màu nó quá đậm ấy, cái không gian của chúng ta nó quá là sinh động.
Nếu mà sinh động quá thì nó lại sinh ra nó hơi rối. Màu xanh dương sẽ giúp cho chúng ta liên tưởng tới gì? Biển, mang lại những cái cảm giác tươi trẻ, mát mẻ và trong cái không gian. Còn đối với cái nền, tôi sẽ sử dụng luôn cái gạch giống như là ốp lát cái nhà vệ sinh ấy. Cái gạch màu trắng này. Bởi vì cái không gian của chúng ta nó đang hơi chật nên tôi muốn tận dụng tối đa sử dụng những cái tông màu sáng làm cho không gian nó rộng rãi hơn, nó mát mẻ hơn. Và cái gạch này nó có những cái vân gỗ này cũng khá là bắt mắt. Trên thị trường nó không có những cái tông màu trắng trắng như này. Toàn xám với cái màu gì không. Tôi kiếm không ra. Và cái cách ốp lát này tôi dự tính rồi, các bạn có thể thấy rằng ở đây tôi sẽ ốp so le giống như kiểu sàn gỗ. Cái viên này 400 800 này. Cái viên này nó nhô ra một đoạn khoảng tầm 2 tấc. Nhìn cho nó bắt mắt. Đối với cái khu vực hành lang và cái cầu thang này thì tôi sẽ không ốp đá. Các bạn cũng biết rồi từ những cái bài trước đúng không? Chúng ta sẽ ốp gạch. Và hiện tại thợ nó đã ốp được như này. Đó, cái viên này của tôi nhập về là 300 nhân 900. Cái cầu thang này khi mà tôi thiết kế kiến trúc ấy, thì nó là 250. Nhưng mà chúng ta ốp gạch, chúng ta có thể ăn gian thêm cho nó mấy phân nữa. Và các bạn thấy cái mỏ nó nhô ra khoảng tầm 3 phân. Là như vậy cái bậc này chúng ta nó sẽ loanh quanh tầm khoảng 280. Như vậy là đủ đi rồi. Chỉ còn 250 thì cấn chân lắm, đi không được. Còn cái mặt dựng thì rất là dễ, tôi nhập cái gạch 600 men trắng bóng kính về cắt bét tè là nhà luôn. Bởi vì cái bậc thang chúng ta rộng 800 mà gạch này nó 600 này. Nó bị hụt mất 200, đây cắt thêm viên 200 nó dí vào thôi. Cứ xò le viên này rồi là viên này. Rất là rẻ và hiệu quả. Thế như vậy là cầu thang và cái hành lang này chúng ta ốp chung một loại gạch như vậy. Ở đây chúng ta có cái vách kính đúng không? Thì cái vách kính này dùng cái hệ nhôm sinh pha 5 năm thì nó cũng nhỏ thôi. Thì như vậy là cái phần cột này chúng ta nó nhô ra. Nếu một trường hợp mà chúng ta đóng một cái tủ giống như cái tủ bếp này ở đây và các bạn đóng sát vào cái vách kính này, thì trông nó sẽ hơi cấn một chút. Với cả tôi không thích cái điều đó lắm. Bởi vì chỗ này chúng ta nó là cái ghế sofa. Tôi muốn cái mảng này trông cho nó đàng hoàng một tẹo. Khi mà ngồi nói chuyện thì có những chỗ mà để nhìn nó khác đi. Bởi vì cái chỗ này chúng ta dư sức công năng để sử dụng cho một gia đình 3 người giống như là những bài trước tôi đã trao đổi với các bạn. Ở đây chúng ta là một cái tủ lạnh đúng không? Một cái lò nướng và lò vi sóng. Tất nhiên là các bạn cũng có thể thắc mắc tại sao không đưa cái lò nướng lò vi sóng vào dưới cái hệ tủ bếp dưới này. Ví dụ như vào đây chẳng hạn. Nhưng bởi vì là chúng ta cũng khó mà có thể lường trước được đối với một không gian bếp. Chị em phụ nữ mua thêm đồ này đồ kia và những cái hệ kệ để dao thớt gia vị hay dụng cụ như này sẽ chứa được khá là nhiều đồ lặt vặt giống như vậy. Và nếu trường hợp các bạn có bỏ đi, nghĩa là cố gắng nhét nó vào phía dưới này, thì cái tủ lạnh này các bạn nó cũng không thể nào đưa ra cái hộp ghen này được, nó sẽ nhô ra tận đây ngay lập tức. Nên do đó là biện pháp tốt nhất là chúng ta nên để tủ lạnh sát cái hộp ghen này. Và đây chúng ta nên để cho nó một cái lò nướng và lò vi sóng. Ở phía dưới chúng ta có thể để thêm cái máy lọc nước để uống nước. Và chúng ta chỉ còn cái mảng nhỏ xíu này để trang trí cho phòng khách mà thôi. Thì các bạn lại lên trang Pinterest tham khảo thôi. Có khá là nhiều những cái vách sử dụng những cái kệ khá là thông thoáng. À, giống kiểu này này. Cái đoạn này chúng ta còn bao nhiêu? Nếu chúng ta sử dụng cái kệ đó thì chúng ta có thể là đóng từ cái vị trí cột này. Vào trong này còn khoảng 8 tấc nữa. Và tôi sẽ chế biến làm sao cái kệ nó trùm lên trên cái tủ lạnh của chúng ta. Và cho nó chạm trần luôn. Ở đây chúng ta có tủ lạnh, lò nướng và lò vi sóng đúng không? Thì cái hệ kệ của chúng ta nó sẽ như thế này. Và như vậy là chấp nhận đưa cái tủ lạnh vào trong cái bố cục mảng trang trí khu vực tiếp khách. Nhiều khả năng lại phải mua cái tủ mới xịn sò đẹp hơn rồi. Đó, trên này chúng ta có nhiều cái đợt kệ. Và có lẽ tôi sẽ đi theo cái mô típ giống như vậy, chế biến lại một chút thôi. Ý tưởng trên Pinterest rất là nhiều, tất cả những cao thủ
về thiết kế đều phải tham khảo lấy ý tưởng từ trang Pinterest này. Các bạn rất là khó có thể ngồi nghĩ được ra, bởi vì cái cuộc sống bây giờ nó rất là nhanh, cái vấn đề sáng tác cực kỳ khó. Ok, thế như vậy là tôi đã đưa ra được một cái biện pháp giải quyết cái mảng tường phía bên này. Chúng ta đã giải quyết tiếp cái sàn, sử dụng cái vật liệu gạch giả gỗ màu trắng, treo dây, treo dây, treo dây. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp.